Rồi, xin chào quý anh chị em chú bác mình ha. Hôm nay lên cho quý chú bác video gồm 27 mã hàng như thế này. Đó, hàng rất đẹp nha anh em. Thì chú bác mua hàng liên hệ với em qua số điện thoại hoặc Zalo là 0919192035, em tên Nghiệp. Lưu ý với em là tất cả giao dịch trao đổi cũng như mua bán đều qua Zalo hoặc là số điện thoại thôi. Em không chốt đơn YouTube và em cũng không phản hồi bình luận YouTube. Phí ship thì tính là 20.000 cho anh em mình. Hai đơn bao ship hoàn toàn. Tất cả đơn hàng mình đều là ship nhanh, ship quả tốc hết. Thiếu là anh em bù vô, anh em ở ngoài đảo Côn Đảo hay ở ngoài Phú Quốc hay đảo không vậy, hàng quá tới là em gửi tới cho anh em mình. 20.000 thiếu bên em bù vô nha. Rồi, có mất nhiều thời gian. Cái mã đầu tiên lên cho anh em mình là combo hai cần rút mini như thế này. Cả hai cây đi thì đều chất lượng phép nha anh em. Hàng thì nguyên bản hoàn thiện, không có lỗi gì hết. Có một cây có nắp chụp, một cây không. Cây này dài 1m8 DX nè. Thì cây này cứng khoảng 20. Thì quý anh chị em chú bác dùm em là mấy cái cần rút mini anh em, đặc biệt là thiết như thế này về mình chỉ dành mình câu giải trí thôi nha. Mình câu văn nghệ, mình câu giải trí, mình câu lặt vặt rồi thôi. Cây này thì 1m65. Họ hàng made in China chất lượng phép. Chứ mình cũng đừng có đặt tiêu chuẩn cho nó. Mấy này về mình hỏi mình câu cá 5-7kg, 10kg được hay không anh em. Thì nói chung thì cũng có người câu được, cũng có người không. Tùy. Còn nói chung là 200.000 hai cây, hàng giá rẻ bình dân thì anh em có xác định là mua về câu giải trí hoặc cho mấy đứa con, đứa cháu ở nhà mùa hè nữa đi câu cho qua mấy cái tháng hè này. Như vậy đi, cho nó thoải mái, chứ mình cũng đừng có đặt cao quá ha. Mặt số 1 giá 200. Nhiều khi mình đặt cái tiêu chuẩn cao quá, về cái mình câu cái xui nó gãy gãy, cái mình bị bỡ ngỡ. Rồi, tiếp tục với mình combo hai cây này là hai cây lóng dài, hai cây hàng xuất lở nha anh em. Hàng xuất lở như hai cây chất lượng cũng là phép luôn. Một cây cán mút bắt máy vặn, một cây là bắt máy kẹp. Cây này là dài 3m6 rồi anh em. Cây 3m6 bằng cây 2m7 nha. Cây 3m6 này thì anh em có thể câu kiểu như câu đài đi. Anh em cứ nghĩ nó như một cây cần ISO, phen nhỏ hoặc là phen lớn gì đó. Chất lượng là phép, anh em câu đài. Hoặc là về hạ tay câu cần tay cũng được, phen thì hoàn thiện nha anh em, hai cây này phen hoàn thiện hết, không có hư. Còn cây thứ hai là cây xuất lở nè. Cây này thì 2m7 dành cho anh em mình câu ngâm, câu lăn xê rồi. Đó, thì combo hai cây này nè anh em, mã số 2 em bán giá là 250.000 nha. Mã số 2 250.000. Tiếp đến như chú bác mình, đây là cây cần xuất lở, cây này dài 3m3 nha. Cây này cứng khoảng 20-25, chất liệu là phíp, một cái màu xanh dương, bắt máy kẹp, khoen của là phen dòng sứ đá xám nè. Cây này anh em đánh lục nè anh em, đánh lục đầu cần, quấn lăn xê, quấn mè, quấn bơm mèo được nè. Đó, ngọn to, ngọn 3 ly nè anh em, cứng khoảng 20-25 của xuất lở nha. Thì cây này mã số 3 em bán giá là 150.000. Mã số 3 giá 150.000. Tiếp tục lên chú bác mình, đây là cái cần lua máy ngang nha anh em. Chất liệu cũng là phíp luôn, một cây lua máy ngang. Là cây hãng của thằng Diềm, có hình cái con sâu này đẹp quá anh em. Nó dài 1m8 nha, size M luôn nha. Khoen của mình là fan Fuji phản quang. Ngọn to nha, một cây lua máy ngang chất lượng là phíp. Anh em tập lua máy ngang mua về câu chơi. Cây này mã số 4 em bán giá 150.000 vậy nè. 150.000 cho một cây cần lua máy ngang. Chất lượng phíp, bắt máy xịn, khoen Fuji giả quang. 150.000 thôi nè. Rồi, anh em đến gần tay lấy cây này. Cây này cây 3m6 nha nè, một cái form cần nó nhỏ lắm, cái form cần bằng ngón tay em thôi. 3m6 nó tầm khoảng 3H nha. Hãng của Suzumi, hãng của Nhật nè, nhưng mà cây này sản xuất tại Trung Quốc. Hàng phíp nha. Dài 3m6 tầm khoảng 3H, made in China này nè. Đó, ngoại hình thì đẹp. Glass Bano. Thì hãng của Nhật ở đó anh em, thì sản xuất tại Trung Quốc thôi. Hàng thị trường giá rẻ nha, ngọn của mình là 1 ly 2. Cây này mã số 5, giá 150.000 luôn nha anh em. Rồi, tiếp với mình cây này là cây ISO nha anh em. Một ISO cây này dài 5m1, nó tầm khoảng 4H so với cần tay. Chất liệu là phíp, ngoại hình có dính bụi dính dơ này nè. Thì cây này anh em mấy cái khoen dẫn này nó mất rồi. Nó còn có đầu bu mà không có khoen chạy, thì ví dụ anh em mình về mình câu ISO thì mình nhớ mình lắp khoen vô để mình câu, lắp mấy khoen dẫn này vô câu. Còn không có thì về mình hạ tay nha. Thì cây này 5m1 nó tầm khoảng 4H. Chất liệu là phíp, phôi cũng còn đẹp đây anh em. Đọc của mình 1 ly. Rồi, cây này em bán giá cho mình số 6 giá cũng 150.000 nha nè. Mà số 6 giá cũng 150.000. Rồi, tiếp như mình cây này là hai cây hai khúc phíp nha nè. Chất lượng là phíp, bắt máy Fuji dặn nè anh em. Dài 2m4, cứng 40 nha. Khoen của mình là phen dòng sứ đá trắng. Ngọn 2 ly. Nè, tha hồ mà câu ngâm câu lăn xê được nè. Có 200.000 thôi, cây này anh em câu cá lớn được nè. Mã số 7 giá 200. Tiếp, cây này là cây cần tay lóng dài, cây này 4m5, tầm khoảng 3H luôn nha. Một cây phíp giả trúc. Cây này đẹp nè. Phôi thì không có giặt nứt gì hết anh em chú bác mình.
Cái ngọn đầu trời đây nha, chất liệu là phíp nha. Đọt của mình là 1 ly 4. Cây này mã số 8 em bán giá là 200.000 luôn. Rồi tiếp như mình, cây này cây ISO khoan nhỏ nha. Cây này dài đúng 2m anh em, cây ISO khoan nhỏ. Anh em có thể câu bè, câu tráp hành đâu nè, câu như cá đa rút cũng được. Bắt máy Fuji, fan Fuji nha. Dài của mình là 2m, chất liệu là phíp. Một cây này hãng của thằng Nissin, hãng Nissin nha, tem vàng nội địa Nhật nè, chất liệu là phíp. Tất cả mình fan Fuji đây chú bác mình ơi. Có cái khoan chỗ này lâu ngày nó bị dục keo nè, em gắn lại. Đó, rồi, vậy là ok. Chất liệu là phíp nha. Dài đúng 2m, đọt tầm khoảng số 2 của ISO khoan nhỏ, ngọn của mình là 1 ly 1. Cây này mã số 9 em bán giá 200, thu gọn 80 cm, 200.000. Rồi, tiếp đến mình, cây này là cây Heiichi 2 khúc 2 ngọn luôn. Chất liệu cũng là phíp đỏ luôn, bắt máy Fuji nè, fan Fuji luôn nha nè. Cây này hãng có thằng Suyumi đây. Dài 2m1, một ngọn cứng 10, một ngọn cứng 30. Hai ngọn nha em, tất cả mình fan Fuji. Ngọn to, ngọn nhỏ nè. Ngọn cứng 10, ngọn cứng 30. Thì anh em lưu giùm em cái ngọn cứng 30 rồi anh em. Nó gãy nó thấp ở chỗ này nha, anh em coi lưu ý giùm em nè. Nó gãy nó thấp ở chỗ này nhưng mà chiều dài nó bằng với kia nè. Đó, thì anh em về cũng câu bình thường thôi anh em lưu ý giùm em nha. Nó tháp nó gắn khoen nè, còn cái ngọn này là ngọn zin của nó. Thì tình trạng cây cần như vậy. Thì cây này mã số 10 nha, em bán giá là 250. Như thế này, 250 nha, mã số 10. Rồi, tiếp với bác mình đây, anh em thích hàng trúc nghệ nhân thì lấy cây này cũng cây Heiichi 2 khúc nè, 1m8 anh em, cứng khoảng 15-20. Anh em thấy trúc mà làm đẹp lắm anh em. Cái trúc mà trúc VIP nó bắt máy Fuji, tất cả mình fan Fuji luôn anh em. Mình fan xích luôn nha, fan thì 3 fan xích thôi. Mấy cái fan này là fan đặc trưng của nó. Ngọn là ngọn nó bóng sắn ít nè. Cái trúc nha anh em, là fan thì 3 là fan xích. Mà anh em nhìn vô nè, anh em thấy nó đã liền à, thấy đẹp liền à. Trúc mà làm đẹp lắm. Nè, em nhìn vô đẹp nha. Thì anh em nào thích hàng nghệ nhân, thích hàng trúc Nhật thì mua cái này về câu. Chất liệu là phíp nha, ở lòng chất liệu là trúc Nhật nha. Cây này mã số 11 em bán giá là 250, mã số 11 giá 250.000. Rồi tiếp là những chú bác mình đây, cây này. Cây này thu gọn của mình là 65 cm nữa anh em. Cây này hàng cũng ra qua, độ cứng 10, dài 3m nha. Mấy cây này thì mấy cây xuất lở nè, lâu lâu mới có một cây. Độ cứng 10 thực tế nó cứng khoảng 40-50, có cần câu ngâm bằng nha anh em. Đó, nó còn dính dãy cá trên thân nè. Hơi bụi hơi dơ, vảy cá rất là nhiều nha nè, nằm mấy cái tấm trắng trắng là vảy cá không nè. Mình là bắt tất cả Fuji nha, bắt máy Fuji, fan Fuji luôn nè. Em nhìn khoen nó đóng bụi cỡ này nè, em còn không có thời gian đau chùi nữa. Họ có một khoen nước còn nhỏ xíu thôi nha nè, khoen nhỏ xíu thôi, còn tất cả còn lại là ok hết. Chất liệu là phíp, lâu lâu mới có một cây như thế này nha nè. Mấy cây này anh em câu cá lớn được nè, câu ngâm câu lăn xê đồ được nè. Nó không phải rút mini mà nó dạng dòng xuất lở, chuyên câu ngâm câu lăn xê đầu cần đâu. Ngọn 2 ly anh em, thu gọn của mình là 65 cm. Cây này mã số 12 giá 300.000 nha. Rồi, anh em chú bác mình kiếm một cây súp 3 khúc chất liệu phíp để cây này, cây này hàng cũng đai qua luôn em, chất liệu là phíp nè. Hàng đai qua chất liệu là phíp nha. Đó, góc to nè, khoen địa ba to, khoen địa ba 40 nè, dài 3m9 nè anh em, đai qua Z-box. Thì cây này anh em nó cứng tầm khoảng 30 đến lục, tầm khoảng 60 80 con ngâm con lăn xê đâu. Thì về cho anh em quấn bạc bãi xa bờ quấn lục rồi nha anh em. Ngọn của mình là ngọn 3 ly 2. Chất liệu là phíp nha, một cây đai qua. Cây này mã số 13 em bán giá cũng 300.000 luôn. Tiếp như mình, cây này cây Sakura 4 ngọn luôn như này, 2 khúc 2m4 4 ngọn. Tha hồ mà lựa chọn luôn. Nè, như ngọn này là cứng 30 40 nè, ngọn này cứng 60 80 nè, ngọn này cứng 20 30 nè, ngọn này cứng 40 60 đủ size luôn nè. 20 30 nè, rồi 30 40 nè, rồi 40 60 nè, rồi 60 80 4 ngọn luôn, hàng Sakura tất cả fan Fuji hết. Sakura là tiền thân của thằng Yamakasu đó nè. Đó, bắt máy hợp kim không gỉ sét, 2 khúc 2m4, mua 1 được 4 luôn. Nguyên zin nguyên bản, không có lỗi lầm gì hết anh em chú bác mình ơi. Giá siêu rẻ cho anh em mình cây này, cầu thì cực kỳ ngon. Bao anh em mình chơi không ngon là không lấy tiền luôn, dám đảm bảo anh em mình dòng Sakura này anh em chơi. Cây này mã số 14 nha, em bán anh em chú bác mình giá là 500.000 của 4 ngọn như thế này luôn. Mã số 14 rất đẹp. Rồi, tiếp như mình cây này, cây lua 2 khúc máy đứng nha anh em. Cái cây này anh em nó mạ cái màu titan bên ngoài nè, nhưng mà cái màu titan mình nó lâu ngày nó bong rơ rồi nè, nó bong nó vỡ ra, nó lồi cái đen đen trong nè, nhưng mà nó còn đẹp lắm nè. Nó lồi cái nước sơn trong mới tinh nè, chỉ là anh em nhìn nó lẩm chởm là do mấy cái lớp bóng bên ngoài này nè, nó bị bong ra thôi ha. Thì tình trạng cây này thì nó nguyên dạng nè, khoen rồi thì đủ hết nè. Đó, bắt máy hãng, khoen của hãng, hàng China sản xuất, xuất Nhật, dài 2m7, 9 feet, 2m7 nè anh em, hãng cũng Tiga. Rồi còn lại tất cả không biết gì hết. Thì cây này em ước lượng là size nó tầm khoảng M anh em, ML của cần lua.
thì anh em mua cái này lưu ý giùm em, tình trạng nó như vậy, nó là hàng carbon, ngọn là ngọn to nha em, ngọn của mình ngọn 2,5 ly đó. Thì cây này em bán cho anh em là mã số 15, giá 200.000 đó nha. Anh em chú ý là chấp nhận cái ngoại hình của mình là cái phôi của nó bị bong gọt, nước sơn nó lỏng chỏm như thế này, nó không được đẹp nha. Giá 200.000 em bán còn rẻ hơn cây cần phiếp với anh em. Anh em lưu ý giùm em, nó là hàng carbon nha, mã số 15. Rồi tiếp những cây cần tay lắm ngắn, cây này tầm khoảng 4H cho anh em câu có rô đầu mùa nè. Thu gọn của mình 40 cm, cái nút đít nó bị mất rồi, nó tán luôn một cái nút nhôm kim loại vô đây luôn nè nè. Dài 2,7 m nha anh em, hãng có Rugan vậy nè. Tầm khoảng 4H nha, hãng có tích điện rồi đây. Hàng carbon nha chú bác mình. Đây. Có trầy xước, bụi dính dơ. Ngọn của mình 1 ly, tầm khoảng 4H nha. Cây này về để dành anh em câu có rô đầu mùa đâu. Thì cây này mã số 16 em bán giá là 200.000. Tiếp lên mình cây này à, cây này cây iso khoan nhỏ anh em ơi, thu gọn của mình 55 cm à. Hàng carbon cho anh em, có chạy xước nè, bắt máy Fuji mình, fan Fuji luôn, dài 2,7 m, sản xuất Korea nha anh em. Nè, tất cả fan Fuji sản xuất Korea. À, mấy cây iso khoan nhỏ nhỏ này nè, anh em mình kiếm không ra đâu. Lâu lâu mới có 1 cây, em bán giá rất là tốt cho anh em mình, ai nhanh tay thì lụm nha. Số lượng mấy này cũng lâu lâu nó được 1 cây 2 cây thôi chứ không có nhiều nè. Nha, ngọn cây này có 1,4 ly lần này nè. Đọc số 3 của iso khoan nhỏ, dài 2,7 m. Có chạy xước đồ, hàng thì nói chung nó cũng được chứ không có đẹp cũng không có mới. Cân nặng của mình là 99 g, cây này mã số 17, 300.000. Rồi, anh em muốn chơi súp lở thì cây này nói chung súp lở cũng câu đa năng này anh em. Ngâm lăn xê đầu cần đồ. Tem vàng xuất Nhật nhập, phôi có chạy xước, hàng có Ruby cứng 15 2,1 m, sản xuất Korea. Hàng hoàn thiện anh em, bắt máy Fuji đâu nè. Carbon có chạy xước phôi. Tất cả của mình đều là fan Fuji. Không hư không nứt nha. Hai lóng thôi anh em, nó 2,1 m, hai lóng cứng 15 của súp lở. Tầm khoảng M của cần lua, ngọn to, ngọn 2,4 ly. Đó, thôi có sờn. Sờn chạy xước nha. Cân nặng của mình là 107 g, cây mã số 18, em bán chú bác mình giá cũng là 300.000 luôn. Rồi, tiếp cho mình cây này cây iso khoan nhỏ nha em. Cây này nó hư khoan rồi. Và độ cứng rất là cao nè, dài 5,4 m. Đẹp lắm mới tin, hai anh em chú bác mình muốn hạ tay cây này nó tầm khoảng 5-6H nha, hãng Alpha Techco. Đẹp lắm mới tin nè, quấn bạo lực là lấy cây này quấn bạo lực được nè. Đó, quý anh chị em chú bác mình đánh bao lực thì lấy cái này bao lực được. Ngọn 1,7 ly nha anh em, tầm khoảng 5-6H của cần tay, rất đẹp, tem vàng nội địa Nhật luôn nè. Thì cây này cân nặng của mình 314 g, mã số 19, em bán giá là 400.000. Rồi tiếp như mình cây này là cây iso khoan nhỏ, cây này hàng của Shimano luôn. Một cây Shimano có chạy xước cây nè, chạy xước gốc nè, làm tâm đi ti nè, chạy xước đây, bắt máy Fuji nè, có chạy xước nè, đọt 2 dài 4,5 m nha, hàng Indo nha em. Một cây Shimano Holiday, ngoại hình có chạy xước nhưng mà hàng thì hàng nguyên vẹn nha, hàng nguyên vẹn không giặt không nứt không gãy, nắp chụp đều đàng hoàng luôn, phôi trong thì nó cũng vậy nè, nó cũng có chạy xước nè. Cây này chắc họ đánh gần nhiều lắm nó mới chạy dữ vậy nè. Mặt này thì đẹp nè, thấy không, mặt này đẹp, mặt này chạy là do họ để trên gần đá nè. Đó thì mấy cái phôi mà sóng gần như thế này nên em về mình mua chai sơn, mình sơn lại, mình chai sơn bóng á, sơn lại là đẹp lại liền à. Một cái gốc, ví dụ cái gốc nó có màu mè thì mình không có sơn được, mình không có che được, chứ còn mấy cái phôi mà gân bóng bóng trơn trơn như thế này anh em mình sơn đẹp lắm. Thôi thì em bán anh em mình có 400.000 trong cây Shimano được thôi anh em. Ngọn của mình là 1,6 ly nha, đọt số 2 4,5 m, iso khoan nhỏ, cân nặng mình có 160 g thôi, cái lóng cần nó bằng ngón tay cái em nè ha. Cây này mã số 20, em bán giá là 400.000. Rồi tiếp với chú bác mình, đây là cây cần sút nha em, một cây sút carbon nè, một cái cần sút carbon hơi dơ như nè, dơ bụi rất là nhiều nữa nên em nhìn cái cần nó cũ đó, có chạy xước đâu nè, mà nó đù bộ cứng cao nè, cứng 30 3,9 nha, hãng của Gold Fueling nè. Đó, cây này hàng made in Korea nha em, sản xuất Korea xuất Nhật, có chạy xước dưới gốc này nè, giống bụi đóng dơ, bắt máy Fuji tem vàng cứng 30 nha, 30 3,9 cho anh em đánh lục tầm khoảng 30 40 m, quay đầu hàng carbon, cái gốc anh em nhìn nó xấu nó sợ vậy thôi chứ phôi trông đẹp nè, khoen thì cũng khoen đẹp mà anh em, khoen Fuji có nước nhỏ cho này chút xíu. Rồi mấy phen còn lại ok hết. Đó, carbon nó trong thì đẹp nè, anh em thấy không? Carbon trong đẹp nè. Có chạy xước nè. Nha, carbon nó còn đổ bóng đẹp nhưng mà nó có chạy xước. Nè, nó cái góc anh em nhìn nó cũ, thực chất cái phôi trong không có cũ nha, phôi trong nó còn bóng bẩy nha anh em. Đây.
Ngọn to nha, ngọn 3 ly, cứng 30 và 3m9. Cân nặng của mình là 352g, cây này mã số 21, em bán giá 600.000 thôi. Anh em chú bác mình không có chê, trong màn hình nó chạy xước thì mua cây này, tại vì độ cứng nó cao. Đó, giá 600 là giá rẻ nha anh em. Mã số 21 cây. Không có ai bán em cây cứng, cây này cái súp mà cứng 30 giá 600 500 đâu. Đó, 500 600 thì phải chấp nhận hàng nó không được đẹp. Tiếp cho mình cái lua 1 khúc nha anh em, cây lua máy ngang 1 khúc. Nè, cái hãng này hãng con Lucky Crack. Cái cây này anh em đầu câu thì em thấy nó ít, nhưng mà mồi câu nó nhiều lắm anh em. Cái mồi lua đó là của thằng Lucky Crab mình nhiều lắm. Thì hôm nay em mới gặp được cây này của thằng Lucky mà của thằng cần câu này anh em. Cây này nó quấn cái gì? Quấn zin như nè, quấn zít nè, quấn lua zít như anh em. Ha, Lucky Crab đẹp lắm anh em, dài 5,8. 5,8 là nó dài gần 1,8 nha anh em, gần 1,8. Nó không có đồng số lua gì hết, nó ghi 1999 như nè. Mà đẹp đó anh em. Khoen xích nè, tất cả mình khoen xích đồng súng hết, phôi mới tinh nè. Đó, anh em chú bác mình tập luôn máy ngang thì hoặc là chơi máy ngang một thời gian đó có thể mua cây này về chơi cũng được. Nó một khúc thì mình muốn tiện thì mình cắt ra hai khúc, và không có mình để một khúc mình câu. Nó lên tới phân xích cỡ này thì với phân khúc giá mà em bán cây này 800.000 thì giá nó chỉ ngang ngửa bộ khoen nhỉnh chút xíu thôi anh em. Nha. Và cái hãng này nó cũng mắc lắm anh em. Anh em về nó có tham khảo kim Lucky Rat nè, cái dòng cần nó mắc lắm chứ nó cũng không rẻ đâu nha. Cân nặng của mình chỉ có 115g thôi, ngọn 2 ly thì cây lua này mã số 22. Em bán cho quý cô bác mình giá là 800.000. Rồi, tiếp với mình cây này là cây ISO khoan nhỏ, cây hãng của Mestec nha, cây này cây hàng hệ nha anh em. Nè, nó có cái điểm trừ này nữa không? Có lùm xương bóng bên ngoài. Nó bị rợp rồi, em lấy tay em bóc nó ra nè. Đó. Cần đẹp lắm anh em. Anh thấy nè. Nó rợp xương bóng bên ngoài nè, bắt máy Fuji đời cao nè. Cọc 1.5 và 5.3 nó khoan xích luôn. Nha, tất cả của mình nó là khoan Fuji hết. Em chú bác mình thấy chưa? Nó bị rợp với cái sao bóng bên ngoài. Ha, nắp chụp vui xịn nè, định vị khoen định vị lóng hình luôn. Khoen xích này. Tất cả của mình đều là fan Fuji xích. Tất cả nguyên zin nguyên bản. Nè, định vị lóng nè ở trong đẹp xuất sắc luôn. Định vị lóng này nè thấy chưa? Đây, ở trong rất đẹp, định vị lóng đầy đủ hết. Đó. Em nói cái cần này cần hệ mà định vị khoen định vị lóng khoen xích bắt máy là bắt máy Fuji đời mới luôn, ngọn đây đó nguyên bản nguyên zin 100% nha anh em, tất cả khoen xích đọt 1.5 dài 5m3 đó, Vertex hãng của Mestec. Cân nặng của mình là chỉ có 209g thôi, ngọn 1 ly. Cây này mã số 23, em bán cho chú bác mình giá có 800.000 thôi anh em. Em cây ISO khoen nhỏ khoen xích giá 800. Tiếp lên cho mình cây này ISO dây trong nè, anh em chú bác mình kiếm mà cây ISO dây trong đọt to quấn bạo lực thì nó ISO dây trong thì em chia sẻ với anh em mình, nó là khoen nó chạy trong thân nha anh em, chi phí sản xuất nó mắc lắm, thì chuyên đến đề hình phức tạp nè, câu chọt lỗ rồi đó, trong hốc trong kẹt rồi quấn cá lớn hay là cái này nè đúng bài ha. Cây này thì nó gắn bắt máy nó câu máy điện nè anh em, nhưng mà bắt máy này em chưa gỡ ra được, tại vì cái nó phải có mỏ lết bự như thế này nó dặn ra, em chưa có mỏ lết em chưa có dặn ra được nha. Thì cái này em sẽ dặn ra sau. Cây đai qua đẹp lắm nè, bắt máy Fuji dặn đời cao nè, cái này hàng cao cấp cũng đai qua luôn, một cái đai qua dòng Matri nè, gọt số 4 luôn, 5m2, một cái ISO dây trong nha anh em, hàng made in Thái Lan đẹp, có chế độ zoom luôn nè, fan Fuji một màu cam bạc, nắp chụp xịn luôn, zin hết đây, chạy xước một vài chỗ thôi nè, đẹp lắm, nguyên zin nguyên bản, lâu lâu mới có một cây như thế này nha chú bác mình. Ai đang tìm ISO dây trong thì mua, cái thời điểm này giá nó cũng rất là rẻ so với cái giá bình quân chung của nó nha anh em. Cây đọt 4 như thế này. Đó, giả sử như lúc trước mà thời điểm mà thuận lợi rồi đó, kinh tế đàng hoàng rồi, em bán cây này khoảng 1,5-1,8 nhìn chứ không có giá rẻ đâu. Đọt to nè, fan Fuxic nè, nguyên zin nguyên bản nha. Đọt số 4 5m2, cân nặng của mình là 454g. Nó luôn cái cùm này, cái cùm này nó khoảng 100g hơn anh em. Nha, cái cùm nó khoảng hơn 100g rồi. Cái ngọn của mình là ngọn tới 3,5 ly anh em. Cây này mã số 24, em bán giá 1,2 triệu nha. Giá chỉ 1,2 triệu thôi. Cái điểm này giá rất là tốt cho anh em mình để mua những hàng giá trị cao. Tiếp là như mình cái súp lông bem là chú bác mình kiếm ở đây một cây, thì cây này nó có cái điểm trừ duy nhất là nó hư khoen đìa ba nha anh em, khoen đìa ba nó bị hư rồi nè, nó gãy rồi nè, về mình phải khoét thay khoen đìa ba lại giúp em,
còn lại tất cả ok, nguyên zin nguyên bản nha. Một cây lông bèm cứng 27 và 405, phô sắn hay da toàn thân, có trầy xước nha, lông bèm phan xít dòng 3 mét nè. Định vị lóng luôn nha, định vị lóng đầy đủ hết nè. Sắn hai da, phô có trầy xước, em là quý mình Hương Khoan địa 3. Hàng của mình thì hàng nguyên bản, không dập gãy, không nứt, độ bu xích, môi chè. Rồi, cây này cân nặng của mình là 429 gram, ngọn của mình là 3 ly. Rồi, cây này nó hư một khoen, em bán cho bác mình giá chỉ 1,8 triệu nha, mã số 25, giá 1,8 triệu. Nếu mà em kiếm có cái khoen là em bán cây này giá là 2,5 triệu đến 3 triệu cây này, do nó hư khoen điều 3 thì tùy anh em mình thôi. Mình đang có khoen khác gì mình thay lại, hoặc chú bác mình mua có thể mua giá rẻ như thế này mình làm khoen lại, giá 1,8 triệu nha. Cây lông bèm xúc 3 khúc, có người nó bán cả 4 triệu cây này luôn anh em, chứ không rẻ đâu. Rồi, tiếp cho mình một cây cần tay chuyên săn hàng, một cây hàng Olympic. Anh em quýnh chấm đen lấy cây này nha anh em. Lâu lâu cơ hội nha, mới có một cây cần nhật mà chuyên săn hàng như thế này, dài 9 mét. Nó tầm khoảng 8 hắc hơn nha. Một cây siêu vừa cứng của thằng hàng Olympic, hàng nội địa Nhật nha, tem vàng nội địa đây. Mấy chỗ này dính dơ chùi ra. Dài 9 mét, nút đầy đủ hết. Lâu lâu mới có một cây săn hàng cứng như thế này nha chú bác anh em mình ơi. Cây này là quýnh chấm đen được nha anh em, tha hồ mà đánh luôn á. Nhưng mà không phải đánh lục nha, em nói trước nha, cần tay không dành cho đánh lục. Đó, săn chấm đen, săn cá lớn thì chơi vô tư, còn đánh lục thì anh em mình nguy cơ nó gãy rất là cao. Tại vì một khi anh em mình lực đóng lưỡi lục của anh em mình là nó đã tác động đến phôi cần rồi. Lỡ xui xui cái cần mình ngâm trong nước nữa mà cá nó ăn bắt chợt, anh em đóng một phát một thì anh em mình xác định đi. Để chắc nha. Đây, ngọn nè. Ngọn to như em, ngọn 2 ly 3, tầm khoảng 8 h đổ lên, siêu vừa cứng, săn hàng, quýnh chấm đen. Ai có ăn có nhu cầu thì lụm, lâu lâu mới có một cây. Anh em mình có thể tham khảo một số nơi bán, rất là khó kiếm một cây cần nhật mà phôi săn hàng nha, rất là khó. Cân nặng của mình là 552 gram, mã số 26, em bán giá của mình là 2,5 triệu nha, chú bác mình đây. Mã số 26 giá 2,5 triệu. Rồi, mã số cuối cùng mới gửi đến em là cây siêu phẩm nha em. Một cây siêu bộ ISO biển, hàng cũng đai qua, sóng hai da toàn thân hết. Có sờm xước sơ sơ nè, một cây đai qua tournament nha anh em. Tournament là dòng cao cấp nhất của đai qua rồi. Khoen là khoen full xích, khoen xích biển nha, ISO biển. Thì đó, giống như em chia sẻ với anh em mình, chú bác mình đó, mấy cây ISO biển này bên Nhật nó mắc lắm anh em, nó mắc lắm. Giá nó không bao giờ, mấy cái này không bao giờ mà nó dưới là 60.000 yên đâu nè. Mà cây tournament này nữa, em đoán giá nó phải 70-80 ngàn. 70-80 ngàn yên là nó khoảng mười mấy triệu tiền Việt mình đó anh em, chứ nó không có rẻ đâu. Đó, thì em thắc mắc là tại sao mấy cái dòng này nó mắc. Đó, cây nào nó cũng mắc hết nha, kể cả cần phíp nó cũng mắc nữa, nó đừng nói chỉ mấy cái carbon. Phan của xích nè, em quay sơ sơ cho nó quay hình nè, một cái tournament. Thì em không biết là nó mắc, có nghĩa là cái phôi này nó phải đặc biệt như thế nào đó, nó chịu tải cao như thế nào, mắc lắm. Một cái cây này mà anh em rớt vô mấy cây gam makasu đời mới anh em biết, nó mặn như mũi lẹ luôn, mấy trăm ngàn yên một cây. Nếu mà anh em gỡ vô gamma đời mới á, quả trưởng lắm anh em. Thì Việt Nam mình thì cái này chắc nó kén khách anh em, một số anh em nào biết họ mới mua, một số anh em nào đang có nhu cầu đặc thù câu một cái nào đó họ mới mua thôi, còn bình thường họ không mua làm gì. Thì ở Việt Nam cũng vậy, nên em bán theo cái giá Việt Nam mình cái này nha, một cây su biển 4 khúc, fan full xích. Anh em đang có nhu cầu sử dụng có thể mua về chơi sưu tầm, hoặc là có anh em chú bác mình ở bên Nhật bánh đá chuyên về cần câu đồ câu rồi đó, cứ chụp hình cây này gửi cho họ xem thử, họ có đúng là bên bển họ bán giá như thế nào đó. Nếu mà mình có mục đích mình đem về bển mình bán lại, mình chơi mình kiếm lời như thế nào đó, thì anh em mình tham khảo tìm hiểu rồi quyết định mình mua. Rồi em tư vấn thêm như vậy. Thì có một số nơi, một số anh em bình luận cho nói em thì thôi mày bán qua Nhật thì bán được, xong mày không đem qua Nhật mày bán đi, nếu mà bán được bên bển thì em đâu có cho về Việt Nam làm gì, em để anh bển bán luôn rồi anh em. Nếu mà bán được là em bán rồi, thì em mới nói anh em mình là mình cứ tìm hiểu, mình tham khảo, mình mua. Tại sao nó giá trị cao như vậy?
thì mình chơi cũng được mà không chơi cũng được, ngắm cũng được, sưu tầm cũng được, quan trọng là nó giá trị cao, mà mấy hàng này bây giờ nó không còn sản xuất nữa. Thì như vậy thôi, tùy mỗi người một cách cảm nhận khác nhau. Rồi thì em tư vấn như vậy chưa, về thông số cây này của mình là nó dài 5m4 nha em, 5m4 4 lóng, cứng của mình 24, nó cứng lắm anh em, 24 cứng lắm nha. ISO biển 4 khúc, thì cái ngọn này là bình thường nó sẽ nằm trong cái lóng gốc, anh em lấy ra quay cho anh em mình xem thôi, nó nguyên zin nguyên bản nha em sẽ bỏ vô trong cái ngọn này lại để khi đóng hàng gửi hàng cho anh em chú bác mình, nó cũng tránh tình trạng là nó gãy ngọn. Rồi thì cây này cân nặng của mình 824 g, ngọn của mình là 2 ly. Cây này mã số 27, em bán giá là 4 triệu nha em, số 27 giá 4 triệu, so với cái giá trị thực và cái giá trị bên thị trường bên kia là 4 triệu, này chỉ bằng khoảng 1/4, 1/5 với giá trị bên bản thôi nè. Đó, bên mình khi mình nghĩ 4 triệu nó cao, thì thực chất giá trị của cây này nó cao hơn 4 triệu nhiều. Thì em cũng xin kết thúc video tại đây nha anh em chú bác mình ơi. Hẹn gặp lại quý anh chú bác mình trong những video tiếp theo. Xin chào, chúc sức khỏe, chúc may mắn.